Mến chào các bạn. Thì hôm nay Duy quay trở lại và hướng dẫn các bạn làm một cái hình thumbnail, làm cái hình đại diện cho cái video để mà upload lên cái kênh YouTube. Và hôm nay mình dùng cái phần mềm Photoshop phiên bản là CS3 để hướng dẫn các bạn. Thì cái video này thì giúp cho các bạn không biết cần phải biết rành về Photoshop vẫn có thể làm những cái thumbnail khá là chuyên nghiệp để up lên cái kênh YouTube của mình. Thumbnail là một cái hình đại diện cho cái video của mình trên YouTube thì tất cả các bạn đều biết rồi. Thì việc thiết kế một cái thumbnail đẹp và bắt mắt cũng là một trong những cái lợi thế giúp cho video của bạn có thể được nhiều lượt xem hơn, được nhiều người chú ý hơn, và trong cái kênh của bạn cũng đạt cái sự chuyên nghiệp cao hơn. Thì đây mình sẽ hướng dẫn toàn bộ các bạn cái cách để mà thiết kế một cái thumbnail rất là đơn giản từ A đến Z luôn. Các bạn chú ý theo dõi ha. Thì bước đầu tiên là mình phải chuẩn bị cái hình để mình những cái hình để mình làm. Thì đầu tiên là mình chuẩn bị cái hình của mình. Đây là cái hình mà mình sẽ cắt ra, mình chụp và mình sẽ cắt ra, mình ghép vào trong cái ảnh thumbnail ha, các bạn chú ý. Rồi. Thì cái ảnh thumbnail của Photoshop á, kích thước của nó là cái độ phân giải là 1280 nhân cho 720. Thì đầu tiên các bạn mở phần mềm Photoshop phiên bản CS3. Đây các bạn thấy ha, phiên bản CS3. Mình vô file, chọn new để mình mở một cái file mới. Và trong cái file new này nè, mở cái file mới thì các bạn chỉnh cái độ phân giải của nó là 1280. Ở đây là chọn là pixel. Ở dưới này là độ cao, các bạn chọn là 720, tức là độ rộng và độ cao của cái ảnh thumbnail đó là 1280 và 720 pixel. Phía dưới này các bạn chọn cái background content, tức là cái màu nền là mình chọn là màu white, là màu trắng đi. Ok. Đó, thì Photoshop nó tạo cho mình cái khung ảnh thumbnail có cái dạng như thế này. Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ chọn cái màu nền. Thì để chọn màu nền đơn giản thì mình chọn màu vàng đi. Đây mình chọn cái màu vàng tươi ha, nổi bật, nổi bật. Các bạn nhấn phím Alternate cộng cho Delete thì nó sẽ tô toàn bộ cái màu nền của bạn thành màu vàng. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ đưa cái hình đại diện của mình cắt và mình ghép vào đây. Thì đầu tiên mình sẽ mở cái hình đại diện lên File, Open nè. Cái hình của mình hồi nãy là mình lưu trong làm thumbnail YouTube. Mở cái hình Duy nè, double-click vô. Rồi, cái hình này nó cái độ phân giải nó khá lớn, mình chụp trên cái iPhone thôi. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái độ phân giải của nó lại, kích thước của nó lại. Mình nhấn Ctrl+Alt+Y thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái bảng là Image Size với cái độ rộng là 3088 và cái độ cao là 2320. Bây giờ mình cho cái độ độ cao của nó, mình quan tâm đến độ cao, mình chỉnh lại là 720 đi, tối đa là 720. Enter. Rồi cái hình mình được thu nhỏ này các bạn. Đó. Thì khi mà mình kéo thả cái hình này qua bên cái nền màu vàng này đó, thì các bạn thấy là cái độ cao nó bằng nhau. Bây giờ mình sẽ cắt hình. Các bạn chú ý cái cách cắt hình này. Các bạn click vào cái công cụ là zoom bên trái của Photoshop này, các bạn zoom cái hình này lên. Mục đích là mình zoom lên để mình dễ nhìn, mình cắt cho chính xác thôi. Đó. Rồi. Bây giờ đầu tiên để cắt hình này thì bây giờ mình nhân đôi cái lớp này lên. Các bạn nhấn Ctrl kết hợp phím J. Thì các bạn nhìn bên phải nè, trong cái lớp layer này nó để nhân đôi cái background này thành cái layer 1. Bây giờ mình cắt cái hình này ra. Các bạn click vào cái công cụ là Magnetic Laser Tool, tức là cắt cái hình, các bạn tạo cái viền chọn, cái vùng chọn nó bám theo giống như hít như cái nam châm vào cái rìa của ảnh của mình đó. Cái công cụ này có tác dụng như vậy, các bạn xem ha, click vào chọn nó. Rồi bây giờ vị trí mình chọn hình là từ vị trí này, click vào đây và mình rê theo cái đường viền của hình này các bạn. Mục đích là mình tạo cái vùng chọn để mình cắt cái hình này ra. Photoshop cái thế mạnh của nó là việc tạo vùng chọn và cắt ghép hình đó. Theo cái đường viền đây, tóc của mình nè. Rồi, ok. Cái hình này mình chụp ngay trong phòng luôn các bạn đó. Tương đối thôi đó. Nó bám theo cái nét, cái rìa của hình này các bạn thấy không? Bám theo cái rìa của hình và các bạn cứ di chuyển chuột. Các bạn chốt cái điểm chọn bằng cách là click chuột liên tục ha, di chuyển bằng chốt chọn. Còn nếu mà sai thì bạn nhấn delete, tay trái bạn nhấn delete, click. Cứ di chuyển một đoạn thì bạn click chuột để chốt điểm chọn lại. Đó. Ok.
chị em chọn sai thì mình nhấn delete, mình chọn lại à, cứ như vậy. Công cụ này cũng rất là đơn giản thôi à, để chọn kéo qua đây, để chọn di chuyển lên à. À, delete chọn. Cứ tiếp tục như vậy ha, mình khéo tay thì mình làm sẽ cái vùng chọn nó đẹp hơn à, double click. Rồi các bạn thấy cái vùng ảnh nó di chuyển nè à, cái đường cái nét nó di chuyển, đây là cái vùng chọn mình đã đóng khung rồi đó. Rồi tiếp theo bây giờ có những cái vùng chọn không theo ưng ý nè, nó mình thì mình tăng cái vùng chọn này lên bằng cách là các bạn click vô cái hình mặt nạ lớp nè, hình này các bạn thấy không, ok click vô thì cái hình mình sẽ chuyển sang cái dạng là những cái vùng được chọn á, thì nó sẽ làm không màu, còn những cái vùng không được chọn là nó màu đỏ. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn click vô cái công cụ là xóa nè, eraser tool, click vào đây đó, thì các bạn xóa bớt những cái vùng mà chọn sai nè, bạn xóa bớt cái vùng này, click vào đây. Lưu ý là cái chỗ này nè, cái chỗ này là phía trên là màu đen, ở dưới là màu trắng các bạn à, vùng màu này thì cái cục gương của mình bôi mới chính xác đó. Ok, giờ mình xóa bớt, xóa màu đỏ tức là xóa cái vùng, xóa bớt cái vùng mà không được chọn à, tăng cái vùng được chọn lên đó. Ok rồi, đây tóc mình làm cho nó đẹp một tí, kinh thân xét đó, ok đẹp rồi đó. Rồi sau khi ưng ý vùng chọn này, các bạn click vô mặt nạ lớp một lần nữa để thoát khỏi mặt nạ lớp, thì lúc này vùng chọn của mình là khá hoàn hảo rồi à, còn cái chỗ cái tay này nữa à, trở lại đây, xóa bớt cái vùng chỗ tay này à, mục đích là mình làm cho cái vùng chọn của mình càng chính xác, thì mình cắt cái hình ra nó rất là đẹp đó. Rồi thoát khỏi mặt nạ lớp, ok xong rồi đó các bạn. Bước tiếp theo là cái vùng chọn này mình refine nó, tức là mình làm cho cái rìa của nó trở nên đẹp hơn bằng cách là mình vô select, các bạn click vô refine x và để chế độ mặc định các bạn ok luôn à, lúc này các bạn thấy là cái vùng mình được chọn nó sẽ làm cho cái đường biên của nó trở nên mịn hơn à, ok các bạn click vô đây, các bạn thu nhỏ hình nè. Rồi bây giờ lúc này mình kéo cái hình này qua bên đây. Trước khi kéo hình thì các bạn click vô công cụ là move, click vô đây à, bên trái, các bạn click chọn vô hình, các bạn kéo qua bên trái, kéo vô cái hình nền hồi nãy mình chọn đó, độ phân giải là 1280x720. Rồi cái hình vô đây đây, bây giờ các bạn zoom cho nó nhỏ lại, click vô công cụ zoom nè, click vô đây để biến dấu cộng thành dấu trừ, các bạn nhấn kết hợp tay trái, nhấn phím alternate, các bạn click à, ok. Rồi lúc này mình sẽ di chuyển nè, các bạn click vào move tool nè, các bạn chọn bên đây bên tay phải nè, cái lớp layer này các bạn chọn vô cái hình gì, các bạn di chuyển ok. Các bạn thấy cái vị trí này là phù hợp rồi thì các bạn để đó. Tiếp theo là các bạn chỉnh tăng cái độ sáng của hình lên, cái này da nó hơi đỏ, có nhiều vùng màu đen, các bạn tăng độ sáng lên, các bạn nhấn control alternate m à, các bạn tăng cái độ sáng lên, các bạn kéo cái thanh này nè, kéo cái click chọn này nè à, càng lên cao thì độ sáng các bạn vừa thôi. Bây giờ các bạn không cần biết tại sao đi, các bạn biết cái công cụ này nó chỉnh tăng độ sáng thì các bạn biết như vậy. Control alternate m là vô cái công cụ này và các bạn kéo nó lên đó, như vậy thì cái hình của các bạn thấy trông cái sáng hơn nè, rất sáng nè. Ok đó, thì các bạn chỉnh sao cho vừa, cho nó tự nhiên thôi. Ok rồi xong, các bạn có thể thu nhỏ cái hình này lại à, cho vừa vào cái khung này bằng cách các bạn vô edit, các bạn chọn transform, các bạn chọn scale là thu nhỏ phóng to đó, scale nó xuất hiện cái khung vuông có nhiều cái ô vuông nhỏ này, các bạn rê chuột một cái góc, các bạn click chuột trái giữ đó, các bạn nhấn phím shift kéo thu nhỏ lại à, các bạn enter. Rồi bước tiếp theo là mình để cái hình này đẹp hơn, tự nhiên hơn, mình đổ bóng cho nó à, các bạn nhìn bên đây cái công cụ layer nè, các bạn click vô cái chữ FX nè, click vào đây, các bạn chọn Rub and Shadow là tạo độ bóng. Ok rồi các bạn để mặc định luôn đi, ok luôn à, không cần giải thích nhiều hơn. Rồi tiếp theo là mình sẽ đặt test chữ ghi vào đây à, thì mình đang thiết kế là cái mẫu thumbnail cho cái video là các kênh học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ. À, thì đây mình có thể để cái test là gì, click vô, bạn click vô cái công cụ là test này bên trái nè,
click vô và các bạn kéo à, các bạn rơi vào vùng này, các bạn kéo thả nó ra. À, ví dụ như test này mình đặt tên nó là các kênh học tiếng Anh cho trẻ. À, thì cái color của test này các bạn click vào đây. À, các bạn chọn là cái màu khác, ví dụ màu xanh này chẳng hạn. Ok. Ok. Các bạn ghi là các kênh các à, các bạn lưu ý là khi các bạn chọn cái biểu chữ là Vini á, cái phông cái bản cái phông chữ là Vini á, thì các bạn chọn cái công cụ là bản mã này nè, double click vô UDK này, các bạn phải chọn ở đây là Vini Windows nha. À, kiểu gõ thì Vini Tablet là tùy nha, các bạn mình là gõ Vini đóng lại, click vào đây mình gõ là các kênh học tiếng Anh. À, các kênh học tiếng Anh. Rồi kéo xuống, thể xuống hàng nè, các kênh học tiếng Anh. Enter ha. Cho trẻ em. À, hiệu quả. À. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo cái vùng test này. Click vô Move Tool nè, các bạn kéo cái vùng test này ở vị trí mong muốn. Thì các bạn có thể chỉnh sửa xuống hàng sao cho đặt vô cái vùng tùy theo góc thẩm mỹ của mình thôi. À, các kênh học tiếng Anh. Đó, cho trẻ hiệu quả, ví dụ vậy. Di chuyển qua đây. À. Ok, đơn giản như vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái chữ này nó đẹp hơn bằng cách cho nó nổi lên, bằng cách mình tạo cái viền trắng cho nó nè. Thì các bạn click vô công cụ FX, bạn click vô Stroke à, để tạo viền cho nó. Hiện tại nó là viền đỏ này, các bạn thay thế viền trắng, các bạn click vào đây. Tạo viền trắng. Đó. Ok. Và tăng cái độ dày của viền lên bằng cái cách là các bạn click vô chỗ Size này. Đang là 3 pixel này, các bạn tăng lên. Tăng lên là đang là 8. Đó, ok. Đó. Đơn giản như vậy. Rồi, coi như là cơ bản là mình thiết kế xong cái thumbnail rồi đó, mình có thể lưu lại. Lưu cái thumbnail này lại để mình up lên cái hình đại diện cho cái video trên YouTube của mình. À, thì các bạn thấy, nếu mà các bạn thấy cảm thấy là ok rồi thì thôi, các bạn có thể điều chỉnh nè, hiệu chỉnh di chuyển các cái vùng test này hoặc là vùng hình này, để làm sao mà cho các bạn thấy là đẹp nhất thì thôi. Rồi, ưng ý rồi. Control Shift. Các bạn vô file nè. Save, lưu lại. Và các bạn chọn cái format này nè, các bạn chọn là JPEG. Đó, rồi các bạn đặt tên cho cảnh thumbnail này. Đặt tên là tùy, thường là đặt tên theo cái tên của cái video cũng được. Ví dụ như đặt là kênh học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ. À, mình đặt cái dấu gạch dưới đi, thì nếu mà người dùng họ lên Google, họ tìm kiếm cái từ khóa đúng cái từ khóa này á, thì họ cũng sẽ hiển thị cái hình của mình ra. Đó, mình save lại, lưu trên desktop đi ha, save lại. Ok. À, coi như là xong rồi đó, mình thiết kế ảnh thumbnail xong rồi. Các kênh học tiếng Anh cho trẻ hiệu quả. Đơn giản như vậy thôi ha. Rồi bây giờ mình up lên cái kênh YouTube này, mình vào cái kênh YouTube của mình. Và cái thumbnail mình làm cho cái video này, mình đang ở chế độ là private nè, không cho xuất bản nha, không cho mọi người thấy. Bây giờ mình click vô edit nè. Rồi, bây giờ mình mở nó lên. Thì các bạn thấy là cái video up lên rồi, thì bên phải này là những cái ảnh thumbnail mặc định nè, nó có 3 cái hình cho mình lựa chọn nè. Tuy nhiên mình không có thích thì mình click vô custom thumbnail để mình up cái hình mình vừa thiết kế lên, click vô đây cho nó đẹp thôi. À, thì cái hình vừa thiết kế mình bỏ trên desktop, click vô desktop đây, hình này mình chọn vô nó, chọn open. À, thì mình đợi chút xíu thì cái hình nó sẽ được upload lên. À, thì cái video này nó sẽ sử dụng cái hình này làm cái hình đại diện. À, mình thấy đẹp hơn và bắt mắt hơn. Và mình lưu lại, save. Ok. Quá trình save nó đang diễn ra. Rồi, ok, on-chain save đã lưu rồi.
các bạn có thể chọn giao diện tiếng Việt ha, mình thì dùng giao diện tiếng Anh. Thì để chuyển sang giao diện tiếng Việt thì đơn giản lắm, các bạn lướt vô cái biểu tượng nè, Translate Display nè, click vào đây, bạn chọn Translate. Thì nó hiển thị cái giao diện ở dạng là tiếng Việt ha. Nếu các bạn quen tiếng Việt thì các bạn sử dụng tiếng Việt. Đây, đã lưu tất cả các thay đổi, coi như cơ bản đã xong rồi đó các bạn, lưu lại. Thì vấn đề là bây giờ mình sẽ đặt tên cho video, đặt tên cho mình, ghi chú thêm trong cái phần description mô tả, rồi add thêm thẻ tắt ha. Mình chuyển từ cái riêng tư này sang công cộng, công khai, ok, public đó. Và mình chọn danh sách phát cho nó, sau đó mình lưu lại thì cái video mình sẽ được đăng tải lên internet, rất đơn giản như vậy. Thì hy vọng là cái video này Duy hướng dẫn các bạn chi tiết cái cách tạo một cái thumbnail cho YouTube như thế nào, cho một cái video trên YouTube như thế nào. Thì hy vọng là video này có ích cho các bạn, và nếu thấy video có ích thì các bạn đừng quên nhấn like hoặc là share để chia sẻ cho nhiều người. Và nếu có câu hỏi thì các bạn cứ đặt câu hỏi trong cái phần comment bên dưới cái video này, thì Duy sẽ theo dõi và trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới các bạn nha. Thank you, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.